Xin chào anh em. Clip này mình giới thiệu tới anh em cặp loa tai của hãng Bose. Model là 101 Music Monitor. Loa này công suất tự động nha. Trợ kháng thì 4 ohm. Cặp loa này được sản xuất tại Mỹ luôn nha anh em. Số series thì nó không trùng nhau. Chiếc bên này là 4527 nha. Chiếc bên này thì nó xà lắc xà lơ, nó có chữ C ở đầu và số của nó là 57806. Tuy nhiên thì cấu hình của nó, hình dáng nó giống nhau hết nha. Nó chỉ khác cái đợt sản xuất thôi. Cặp loa này hình thể bên ngoài thì không có trầy tróc gì nha. Tương đối đẹp. Cọc loa còn nguyên hết. Cái vỏ của nó làm bằng nhựa tổng hợp nha, nhựa tổng hợp dày cứng, chịu đòn tốt. Anh em có thể chơi với con âm ly công suất tương đối lớn thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Loa nó được thiết kế một cái bass toàn dải nha, và 11 cm. Ở trên cái mũi nè có in cái chữ Bose. Loa zin nguyên bản hết, gân của nó là gân vải nha. Chứ bên này thì nó bị lủng một lỗ nhỏ nè, giống như là bị cái cây tăm nó chọc vô. Chiếc loa bên này thì cái gân nó bị lẹo, không có rách nha, nó bị lẹo vô trong. Nó bị bể cái miếng nhựa ở đây và một miếng ở đây nữa. Vẽ mất cái miếng này. Tuy nhiên là nó có lưới che lại nha, thì mình cũng không thấy đâu. Hai cái lưới của nó nè, hai cái lưới thì cái chữ nó cũng khác một chút. Cái chữ này thì cái màu nó hơi trắng hơn nha, bên này thì cái màu nó hơi sậm sậm hơn một chút, thì nhìn kỹ mới biết nha. Cặp loa này có chiều ngang này là 23 nha. Loa bass thì mình đo là 11 cm, chiều cao 15 và chiều sâu là 15 luôn. Anh em có thể dùng để nghe nhạc hoặc là mình kết nối với bộ dàn karaoke làm loa lời. Để cho chắc ăn thì anh em kiếm một cái tụ ha, mình câu vào cái cực dương của loa thì nó sẽ triệt tiêu cái trở kháng và nó cản những cái tín hiệu của âm trầm, thì mình có thể chơi thoải mái không có sợ gì hết nha. Dùng cho loa lời karaoke. Cặp loa này giá trên thị trường đang bán khoảng 3 triệu đồng. Với cái tình trạng mà nó bị mẻ cái nhựa này ha, thì mình bán giá 2 triệu nha, 2 triệu đồng bao ship. Bây giờ mình mời anh em nghe một đoạn nhạc để test cái cặp loa này. Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đây, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ở bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng như mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng,
ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Trời luyến tiếc nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trăng xanh đều non. Sát vô cái loa bass luôn nha, mình quay phim không có một tiếng nào gọi là ù rè gì hết nha. Cặp loa còn đang sử dụng, đang hát rất là tốt. Mình đã ráp hai cái lưới vô nè để anh em hình dung nó. À, cái miếng nhựa nó bể nè, mình có thể kiếm một cái miếng nhựa mình gạch theo nó rồi mình hàn dính vô cũng được nha. Đó, cái này anh em về khéo tay hiền làm. Rồi, giá bán là 2 triệu đồng, bao ship toàn quốc nha. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0943 398877. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.